Chuyển hóa bằng M-Drive và sử dụng những chiếc rare buckle cũng là đặc trưng của Tycoon. Ban đầu với tông màu chủ đạo là màu xanh lá, anh được tương thích với chiếc rare buckle Arrow, một mũi tên đã bắn biết bao nhiêu rider xuống địa ngục. Nhưng may mắn Tycoon không phải là người trong số đó. Phong cách chiến đấu của Arrow phù hợp một cách kỳ lạ với Tycoon. Anh thường xuyên lẫn trốn và ra những đòn tấn công bất ngờ hiểm hách vào đám Yamato, cũng như thường xuyên trốn vào một góc nhìn ngó xung quanh xem có ai đi giải cứu và tăng điểm hay không. Lòng tốt của Tycoon là điều không phải bàn cãi. Cũng nhờ đó mà anh mới thoát khỏi kiếp tử khi sử dụng chiếc Rare Buckle Arrow. Anh cũng có một số lần kết hợp nó cùng với Boost để gia tăng sức mạnh từ Arrow bắn ra những mũi tên với sức công phá lớn hơn so với những mũi tên cơ bản. Tycoon cũng có một lần sử dụng sức mạnh từ zombie của Buffa. Tycoon không sử dụng phần thân dưới từ zombie mà chỉ sử dụng phần thân trên, với tạo hình cũng tương tự như Buffa là một bộ giáp tím với những chi tiết xương sẩu màu cam và những chiếc gai độc, cũng như cặp tay khổng lồ và những chiếc bóng vuốt chứa đầy độc tố từ zombie. Tay phải của anh luôn cầm một chiếc lưỡi cưa Zombie Breaker, thứ đã giúp anh nghiền nát chiếc cửa sắt để dẫn tới con đường giải cứu chị mình. Đòn tất sát của Tycoon ở hình dạng này, Tactical Break, cương hóa lưỡi cưa và phá hủy những vật thể xung quanh cũng như Zombie Strike. Anh tạo ra những chiếc móng vuốt ở khu vực nhỏ hơn so với Kiss, túm lấy kẻ thù khóa chặt chúng và cương hóa đôi bàn tay của mình bằng độc tố, hất văng kẻ thù với sức mạnh cực mạnh từ đội tài của Zombie.